Hello, xin chào mấy bạn. Tiếp theo cái clip này thì mình sẽ hướng dẫn mấy bạn kiếm một cái trang phục đẹp, sexy giống như trong clip này đây. Đây. Thì làm sao để có cái trang phục này và coi như cách kiếm cái trang phục này thì cũng rất là đơn giản, mà nhưng mà cũng tỷ lệ rất là hiếm. Nó gọi là tỷ lệ hiếm, nó có từng nó tỷ lệ farm ngang ngửa với tỷ lệ người trang phục. Bây giờ thì mình nghĩ là tỷ lệ gãy ra hơn của mấy trang phục đó hơn. Thì để kiếm được cái trang phục này thì mấy bạn phải có được cái phiếu thì ở thương gia cặn bóng mờ. Đây, cặn bóng mờ thì bạn đi vào cái lối của cặn bóng mờ này nè. Đây cái lối này đây, nằm ở đây nè. Các bạn thấy không? Cái lối nằm đây nè. Thì vào đây cái gặp thương gia trao đổi này đây thì mấy bạn sẽ thấy đây thì có đồ vua hải tặc và nữ nhân, gọi là cái outfit này gọi là nữ nhân quyến rũ trắng tinh khiết đó. Thì để có này thì bạn có phải phiếu trao đổi quyến rũ hấp dẫn, phiếu trao đổi quyến rũ hấp dẫn. Thì còn để mua có phiếu này thì phải có phiếu là trao đổi trang phục cám dỗ hấp dẫn, thì cái này gọi là phải có chữ hấp dẫn trong trọng cái phiếu trong hấp dẫn. Thì cái phiếu này phải làm sao phải kiếm được cái phiếu này thì vô đây mấy bạn vào cảm muốn mờ đó, mấy bạn vào cảm muốn mờ thì bây giờ đi qua vào cảm muốn mờ xong thì mấy bạn chỉ đợi con boss này thôi, đó là con boss góa phụ, hai con boss góa phụ thì quýnh hai con boss nó sẽ ra được hai cái gương. Hai cái gương đó thì mấy bạn sẽ được một cái có một tỷ lệ góp ra để sẽ ra được cái hai cái phiếu, một cái phiếu đó, một trong hai loại phiếu đó, phiếu trang đổi quyến rũ hấp dẫn và phiếu cám dỗ hấp dẫn đó, hai cái phiếu đó thôi. Thì nếu có hai phiếu đó thì bạn sẽ đổi được hai bộ, còn thiếu một phiếu nữa thì đây thì mấy bạn sẽ đánh con này đây, nằm đây đây nằm đây nè. Bạn thấy con cỏ bên không? Thì con góa phụ nó xuất hiện ở đây. Mà hiện tại thì con boss ở đây nó chưa xuất hiện. Hai con boss của góa phụ nó chưa xuất hiện. Thì mình sẽ không đánh ra được. Thì khi đánh ra được sẽ có cái phiếu đó thôi. Thì mấy bạn xong thì mấy bạn ra nó đổi. Đó, đơn giản vậy thôi. Đó. Thì khi đổi xong thì mấy bạn sẽ có được bộ trang phục này đây. Đó. Phải nói là đẹp cực kỳ luôn á. Thì mình sẽ cho xem tập lông như thế nào. Còn không được rồi, mình phải qua đây mình coi, mình phải ra đây coi lại mới được. Màu trắng tinh khiết luôn, phải gọi là màu trắng tinh khiết, rất đẹp. Cho mình làm tới đây, mình hướng dẫn tới đây thì nếu các bạn nào không hiểu nữa thì mấy bạn cứ comment ở dưới video của mình, và các bạn thấy video mình có bổ ích cho các bạn thì các bạn nhớ đăng ký kênh cho kênh YouTube của mình nhé, để ủng hộ cho một cái đăng ký thôi, không có nhiều, và một like để video mình đi lên top nhiều. Cảm ơn các bạn đã xem video clip và trên theo dõi kênh channel của mình. Cảm ơn các bạn.